Nếu đầu tư ở Hà Nội nên đầu tư ở khu vực nào tiềm năng ạ? Thì hiện nay ở Hoài Đức, ở Đông Anh thì là khu vực tiềm năng nhưng giá nó cao rồi, mình cũng chia sẻ là nó cao rồi. Nhưng nếu bạn đầu tư thì bạn vẫn còn cơ hội, với cái việc là bạn cần phải có người thẩm định, cần phải có người tìm hiểu, cần phải có việc là bạn tính toán việc đầu tư dài hạn hay ngắn hạn. Còn trong ngắn hạn thì nó không còn cơ hội, bởi vì nó đã tăng trong một 6 năm 6 tháng vừa qua rồi, nó tăng quá cao trong thời gian 6 tháng vừa qua, thì đó là cơ hội của ta mà nó không tăng giá được. Anh ơi, đầu tư ở Đà Lạt có tiềm năng không ạ? Nếu như đầu tư ở Đà Lạt về du lịch thì tốt, bởi vì nó là một trong những khu vực hạn chế về cái nguồn cung về bất động sản. Cái thứ hai là làm du lịch tốt, cái thứ ba là khí hậu. Nhưng nếu mà đầu tư ở Lâm Đồng thì hãy chọn ở một số huyện khác thì giá nó sẽ phù hợp hơn, bởi vì giá ở trung tâm Đà Lạt thì dòng tiền khách sạn tốt nhưng nó lại giá bị cao rồi. Thì đấy là bạn lựa chọn ở khu vực như là Đức Trọng, như là ở Lâm Hà, một số khu vực mà là có thể làm được du lịch sau này thì nó sẽ tốt hơn trong việc là mình đầu tư ở trung tâm với số vốn lớn. Bạn Đặng Thanh Tuyền đầu tư ở Vinhome Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội được không anh? Ở khu vực đấy thì cực kỳ tốt, nhưng mà đồng nghĩa với việc là giá cũng phải cực kỳ cao. Thì chiến lược nếu bạn muốn đầu tư ở Cổ Loa thì bạn cần phải chọn những lô đẹp, lô góc, lô đắc địa, bởi vì hàng Vin thường phải chọn những cái chiến lược là mình chọn những lô đẹp, lô góc. Nếu mà mình không chọn lỗ đẹp lỗ góc thì mình phải chờ thời gian khá dài, bởi vì khu vực đấy là thường là khu vực dành cho người giàu, và Cổ Loa đang là một trong những khu vực được nhiều người quan tâm để ý nhất. Mặc dù bất động sản hiện nay là bất động sản đang là nhiều anh chị nói là khó khăn, nhưng ở Vin mà Cổ Loa đấy thì sang rất nhiều người giàu săn đón. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đất ở Đức Hòa, Long An được không anh? Gần khu công nghiệp Tân Đức. Ở Đức Hòa, Long An tốt vì hiện nay ở ven thành phố Hồ Chí Minh thì trong đó có Đồng Nai, Đức Hòa sẽ được nhận lợi thế từ cái việc vành đai 3. Thứ hai nữa là Đức Hòa, Long An sau này giống như thằng mà ngoài ngoài Hà Nội hiện nay là những cái khu vực ven thành phố ấy là nó đang giá đang cao hơn ở trong miền Nam rất là nhiều. Nhưng mà hiện nay ở Long An thì giá đang rất là rẻ, đang mềm. Nếu chọn được những khu vực thì Đức Hòa vẫn là một lựa chọn tốt. Cho em hỏi mua đất ở xã Thành Hiệp, thành phố Bạc Liêu, khu du lịch Vườn Nhàn được không anh ạ? Ở Bạc Liêu thì Đình chia sẻ là cái thứ nhất là Đình không biết cái giá bao nhiêu, nhưng Đình đã từng có về cơ hội ở tại thì ở đất Bạc Liêu thì nó rất quá rẻ anh nhỉ, quỹ đất cực kỳ lớn. Nếu như bạn làm về du lịch vườn thì bạn chú ý một điều là bạn có cái lợi thế gì không? Bởi vì ở Bạc Liêu cái quỹ đất về cái sống nước, cái quỹ đất nó quá lớn, trong lúc nó quá rẻ. Như vậy nếu như bạn phải có một cái thế mạnh đấy là về cái view, cái thế mạnh thứ hai là bạn có thể đưa được con người về đó hay không? Cái thế mạnh thứ ba là nếu bạn đưa về được thì quản lý phục vụ như thế nào trong việc là những cái chu kỳ tới và đưa liên tục, trong việc là có thể bạn phải giỏi trên internet, bạn phải live stream được, bạn phải đưa được, bạn phải nói được hình ảnh là cái khu vực bạn có những cái hay gì, thì để người dân người ta đến đấy, hoặc người đi du lịch ở nhiều vùng khác nhau, hoặc đặc biệt có một cái là bạn phải là trùm ở khu vực đó. Còn nếu không, với việc mà quỹ đất lớn như vậy, những dự án nhiều như vậy mà không xả được hàng hết, nói gì là cái đất du lịch, thì bạn phải xem lại cái bảng giá, xem lại cái cách kinh doanh của mình như thế nào. Nếu tốt thì bạn mới làm được. À, có bạn nói là Minh Quế là anh Đình nói Bình Dương đi đừng nhấn mạnh quá khó nghe. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Nếu như nói về ở Bình Dương thì thời gian Đình không đầu tư ở Bình Dương nữa. Đình không nhấn mạnh nhưng Đình không đầu tư, nhưng đương nhiên có lô rẻ thì vẫn mua, bởi vì Bình Dương bài ngày trước cái Bình Dương là khu vực lợi thế về khu công nghiệp rẻ, là tuyển người ở các tỉnh lại với nhau. Bình Dương với Thái Nguyên hiện nay nó hơi tương đồng với nhau, nó không còn là lợi thế vì Bình Dương không có cảng, Bình Dương không có sân bay. Mà trước đây lợi thế là về quy hoạch, lợi thế là khu công nghiệp, nhưng công nghiệp bây giờ Bình Phước cũng có, công nghiệp bây giờ Bà Rịa Vũng Tàu cũng có, công nghiệp bây giờ ở Đồng Nai cũng có, ở Nghệ An cũng có, ở Quảng Trị cũng có, ở tất cả các tỉnh đều có về khu công nghiệp. Như vậy nếu như người Nghệ An trước đây đi vào Bình Dương để làm thuê, để sở hữu, để đi về gọi là đi Nam cũng 10, 20
20 năm trước thì đó là cái điều tự hào. Nhưng hiện nay với thu nhập như vậy, người ta vẫn làm ở Tân Kỳ của quê đình được. Như vậy không có lý do gì để người ta dồn người vào trong Bình Dương để người ta ở cả. Mà người ta sẵn sàng ở quê hương là chùm khế ngọt, vẫn có công ăn việc làm bằng khu công nghiệp. Thì nếu như cái việc quy hoạch đồng bộ hiện nay thì bạn biết lên thành phố mới đấy, hiện nay nó còn rất chỉ là đang thưa thớt, đặc biệt là ở trên là Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 3, Mỹ Phước 4 này, gọi là ở Bầu Bàng vô này. Một cái quỹ đất được quy hoạch rất rõ ràng, rất là đẹp, đường cực kỳ rộng. Nhưng để chọn được thì chỉ có một số con đường thôi, chứ không phải tất cả. Và như vậy thì thà mình chọn những khu vực đẹp mà chưa có tai tiếng hơn, thì có thể nó tốt hơn là chọn ở tỉnh đẹp mà chưa phải là lô đất tốt. À, thì không biết là bạn Quế, bạn Minh Quế có thể nghe được quy định đụng thật là đôi lúc mình nói hơi Nghệ An địa phương một tí, nên làm cho anh chị chúng ta có nhiều từ không nghe được. Thì không biết bạn có thích về Bình Dương hay không. Đương nhiên là nếu như nói ở tròn Bình Dương thì Thuận An vẫn là cái điều mình thích vì nó giáp với Sài Gòn. Đấy, thứ hai là nó có một số về hiện nay ở Bình Dương đang dịch chuyển khu công nghiệp đi xa về Bình Phước, về Tây Ninh. Thì trong đó là ở những khu vực đó có thể người ta sẽ làm là khu cao tầng, khu thương mại dịch vụ, khu kinh doanh, mua sắm. Thì đấy cũng là một trong cái chiến lược chọn. Nhưng nếu mình chọn về công nghiệp, đất phong trò, hoặc là đất giống như trước đây gọi là xây phong trò, thì ở Bình Dương không còn là lợi thế. Cái thứ hai là hiện nay những khu vực mà mở mới về khu công nghiệp thì hầu người ta ôm tròn gọi trong cái việc là ăn ở như Pekamex, người ta mở thì hầu như người ta lại có một cái chiến lược khác là tạo điều kiện cho những người công nhân ở trong khu vực đó, thì chưa chắc đất của mình đầu tư vào đấy đã là lợi thế. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn Quang Minh Dài, em có một mảnh đất ngang 5m, dài 20m, quốc lộ 17, với cây xăng lớn, giáp với cây xăng lớn mà chưa biết bạn như thế nào. Không có cái giá sàn nào em muốn bán mà không biết định giá thế nào, mong anh cho em lời khuyên. Cái thứ nhất là có 3 cách để định giá. Cách thứ nhất là bạn thử mua đất ở tại khu vực đó xem họ bán bao nhiêu. Cái cách thứ hai là bạn xem những lô đất mà hàng xóm người ta đã bán đấy là bán giá bao nhiêu. Cái cách thứ ba là bạn xem quá khứ lịch sử trên mạng internet giá đó bao nhiêu. Mà cái cách tốt nhất cuối cùng để là bạn liên hệ với đình để mình định giá cho, nhưng bạn phải mất phí. Điều đó thì như anh chị người ta không đồng ý, vì người ta nghĩ rằng cái việc mất phí là cái việc vô lý. Nhưng mà đình chia sẻ thật, anh chị nhờ đình kiểm đất anh chị cũng mất phí, nhờ đình mua đất anh chị phải mất phí, nhờ đình kiểm tra đình giá đất anh chị mất phí. Vì đấy giống như là một cái bảo hiểm anh chị ạ, nó không có vấn đề gì hết, tùy do chúng ta lựa chọn. Nhưng mà nhiều anh chị mua rồi là hỏi đình, thì đình chia sẻ rằng khi chúng ta mua rồi đấy thì khi đấy chúng ta đã bị mất cơ hội lựa chọn nhiều cơ hội tốt hơn. Đó là một cái điều mà nhiều anh chị chúng ta là chưa thay đổi được cái cách chúng ta tiếp cận với sản phẩm, hoặc nghĩ rằng trên mạng internet bây giờ rất là nhiều thì có thể để đầu tư được ngay, cần gì mà phải cần ai mua hay tìm. Thì mình chia sẻ rằng những cái tài sản, những bất động sản bán trên mạng không phải là bất động sản rẻ, bởi vì rẻ để cần tiền bể nợ không bao giờ người ta dám bán trên mạng, còn dám bán trên mạng thì đấy chưa phải là tài sản tốt. Đó là theo quan niệm cá nhân của đình. Còn anh chị chúng ta sẽ có một góc nhìn hay nhìn như thế nào là tùy. Bạn Quang Minh, đất ở huyện nằm trong thị trấn, nếu có thời gian mong anh cho em một lời khuyên. Nếu bạn nhắn tin riêng đình sẽ kiểm tra thì đình mới khuyên được. Thì đó là một trong những chia sẻ tuyệt vời nhất. Cảm ơn tất cả các anh chị chúng ta qua một cái live stream rất tuyệt vời này. Chúc anh chị chúng ta tìm cho mình những sản phẩm tốt, những bất động sản tuyệt vời trong thời gian sắp tới. Đó là một cơ hội vàng, một thời điểm vàng. Nếu anh chị quan tâm, muốn quan tâm đến tài chính của mình, quan tâm đến tài sản của mình thì nên liên hệ với đình sẽ hỗ trợ cho anh chị một cách tuyệt vời nhất. Cảm ơn anh chị chúng ta.